Kẹo trứng trẻ em là một món ăn được nhiều trẻ em yêu thích. Kẹo trứng được mô phỏng từ trái trứng thông thường nên chúng có hình dáng như một trái trứng. Các đơn vị sản xuất đã thiết kế khay hộp để giúp kẹo trứng có thể đứng thẳng được nhưng không tối ưu vì hộp giấy sẽ dễ bị bẹp, móp méo và dễ rách. Kẹo trứng có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau nên việc dùng khay hay hộp giấy cũng rất cồng kềnh và mất nhiều diện tích trưng bày sản phẩm. Thay vì dùng hộp giấy thì ngày nay nhiều nhà sản xuất đã dùng đến túi lưới nhựa của công ty để đựng các loại kẹo trứng. Túi lưới nhựa đựng kẹo trứng được làm từ nhựa nguyên sinh PE, được cấp giấy kiểm định an toàn với sức khỏe người tiêu dùng nên cũng được ứng dụng để đựng kẹo trứng cho trẻ em. Túi lưới nhựa được thiết kế các mắt lưới đan xen hình mắt cáo, giúp thể hiện rõ được mẫu mã kẹo trứng đựng bên trong cho người mua dễ dàng lựa chọn. Đáy túi dập nhiệt chắc chắn, in logo nổi của công ty, không lo bị bục đáy trong quá trình bao bọc, trưng bày hay vận chuyển xuất bán. Đi kèm với túi lưới là bộ móc khóa gồm hai phần là dâu và khóa. Bộ móc khóa dùng để cố định miệng túi. Kẹo trứng sau khi được đựng trong túi lưới nhựa sẽ giúp kẹo trứng trở nên bắt mắt hơn, giúp người bán trưng bày sản phẩm được gọn hơn, nhưng vẫn giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn mẫu mã kẹo trứng thông qua các mắt lưới. Túi lưới có đáy chắc chắn nên có thể giữ cho kẹo trứng ở bên trong được lâu, không lo bị bục rách trong quá trình vận chuyển hay bày bán. Bộ móc khóa giúp cố định miệng túi, bảo quản kẹo trứng đựng bên trong không bị rơi vãi ra bên ngoài. Đồng thời, bộ móc khóa còn có thể làm quai treo khi bày bán, làm quai sách khi mang về. Để tìm hiểu thêm các ứng dụng khác của túi lưới đựng kẹo trứng hoặc mua sản phẩm túi lưới cũng như nhiều sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website của công ty hay liên hệ tới số hotline hiện trên màn hình để được nhân viên của công ty hỗ trợ giải đáp và giúp quý khách đặt hàng nhanh chóng nhất.